Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của EDG. Trong thế giới của đấu phá thương khung, tiêu tộc từng hùng mạnh cuối cùng đã rơi vào một kết cục bi thảm. Và đằng sau tất cả những điều này, cổ tộc Môn Nhi thuộc về thực sự có trách nhiệm không thể chối bỏ. Thời kỳ viễn cổ, tiêu tộc chính là một trong bát đại viễn cổ mạnh nhất, với tộc trưởng Tiêu Huyền là cường giả tối cao lúc bấy giờ, vượt qua cả Hồn Thiên Đế, tộc trưởng của Hồn tộc, và Cổ Nguyên, tộc trưởng của cổ tộc. Tuy nhiên, Tiêu Huyền vì muốn đột phá lên cảnh giới đấu đế đã liều lĩnh hấp thụ toàn bộ huyết mạch đấu đế ở trong gia tộc. Thế nhưng đáng tiếc lại thất bại, sự kiện này đã trở thành bước ngoặt trong số phận của tiêu tộc. Sau khi Tiêu Huyền thất bại trong việc đột phá lên đấu đế, tiêu tộc không chỉ mất đi huyết mạch đấu đế mà sức mạnh cũng suy giảm nghiêm trọng. Đối mặt với nhiều mối đe dọa từ các phía, Hồn tộc vẫn luôn luôn đối lập với tiêu tộc là bên đầu tiên phát động tấn công. Họ đã nắm bắt thời điểm tiêu tộc suy yếu nhất, huy động toàn bộ lực tấn công cố gắng tiêu diệt tiêu tộc hoàn toàn. Còn về cổ tộc, vốn dĩ có mối quan hệ nhất định với tiêu tộc, Tiêu Huyền và Cổ Nguyên từng là bạn thân, có lẽ đã có một số thỏa thuận trước khi Tiêu Huyền cố gắng đột phá đấu đế. Tuy nhiên, khi mà tiêu tộc thực sự gặp nguy hiểm, cổ tộc lại lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nguyên nhân cổ tộc không giúp đỡ tiêu tộc một cách toàn lực chính là phức tạp và thực tế. Một mặt, sau khi tiêu tộc mất đi huyết mạch đấu đế, xu hướng suy tàn của họ đã khó có thể ngăn chặn. Cổ tộc cần phải cân nhắc lợi ích và sự phát triển của mình. Trong bối cảnh không có đủ lợi ích để đáp lại, họ không muốn đầu tư nhiều nguồn lực để giúp đỡ một gia tộc sắp suy tàn. Mặt khác, cổ tộc có thể tồn tại những tiếng nói và lợi ích khác nhau trong nội bộ. Theo thời gian, thế hệ mới của tộc nhân có thể không cảm thấy mối thâm tình với tiêu tộc như trước, mà chú trọng hơn đến lợi ích và địa vị của chính tộc của mình. Hơn nữa, mặc dù cổ tộc mạnh mẽ, họ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh và đe dọa từ các tộc khác như là Hồn tộc bí ẩn, Lôi tộc, Viêm tộc. Họ cần bảo toàn sức mạnh để ứng phó với những thách thức và khủng hoảng có thể xảy ra. Mặc dù cổ tộc không trực tiếp tham gia tấn công tiêu tộc, thế nhưng mà một số hành động của họ lại gián tiếp đẩy nhanh sự suy tàn của tiêu tộc. Ví dụ việc cổ tộc phái Huân Nhi đến Tiêu gia, một trong những mục đích là để lấy được đà xá cổ đế ngọc mà Tiêu gia sở hữu. Sự thèm muốn đối với báu vật của Tiêu gia này cho thấy sự tham lam và ích kỷ của cổ tộc ở mức độ nhất định. Ngoài ra, cổ tộc sở hữu nhiều tài nguyên phong phú và công pháp đấu kỹ cấp cao, thế nhưng họ không chia sẻ với Tiêu gia. Điều này khiến các đệ tử đời sau của Tiêu gia không có điều kiện tu luyện tốt, tiếp tục giới hạn sự phát triển của tiêu tộc. So với đó, sự tàn nhẫn và quyết đoán của Hồn tộc chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kết cục bi thảm của tiêu tộc. Hồn tộc luôn thèm muốn sức mạnh và đà xá cổ đế ngọc của tiêu tộc. Lợi dụng thời điểm Tiêu Huyền thất bại trong việc đột phá đấu đế, họ toàn lực tấn công tiêu tộc, cố gắng tiêu diệt bọn họ. Trong cuộc chiến ác liệt này, tiêu tộc gần như phải chịu diệt vong. Họ mất đi nhiều cường giả và tài nguyên. Phải di chuyển liên tục từ Trung Châu lùi về thành Vân Lam, một nơi hẻo lánh. Tại đó, sức mạnh của tiêu tộc dần suy yếu, tộc trưởng từ đấu thánh rơi xuống chỉ còn ngũ tinh đại đấu sư. Các truyền thừa quý giá như là công pháp thiên cấp, đấu kỹ thiên cấp của gia tộc cũng phần lớn bị thất lạc. Sự huy hoàng ngày xưa không còn, tiêu tộc chỉ có thể sống sót khó khăn ở nơi nhỏ bé như thành Vân Lam. Một quyển công pháp huyền cấp cũng được xem là báu vật hiếm có. Tuy nhiên, bánh xe số phận chưa dừng lại, hậu nhân của Tiêu gia Tiêu Viêm xuất hiện, mang đến hy vọng phục hưng cho tiêu tộc. Tiêu Viêm nhờ vào nỗ lực và cơ hội của chính mình, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng không chỉ trả thù cho tiêu tộc mà còn giúp tiêu tộc trỗi dậy, khôi phục lại sự huy hoàng ngày xưa. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.